chào tất cả các bạn đã đến với kênh ẩm thực 365 nha. Hôm nay mình quay trở lại với các bạn là mình chia sẻ với các bạn là bữa cơm gia đình như thường ngày các bạn nhé. Và ở trong mâm cơm thì có những món ăn đây các bạn. Đây là món ăn rau xào các bạn này. Rau cải và cải thảo mình xào cùng với lại lạp xưởng nhé. Còn ở bên đây thì mình có thịt kho, sả, ớt với lại mâm ruốc nhé. Bên đây là mình có một đĩa chồi này và canh các bạn này. Canh thì mình nấu canh thịt cuốn với lại rau cải này với rau cải thảo nhé. Đây chén nước mắm này rất là ngon. Còn ở đây là đĩa rau thơm thập cẩm các bạn, đủ các loại. Bên đây là cơm và con nước uống. Còn mình hôm nay mình làm mình không quay được các bạn ạ. Caramel của mình hôm nay ra bệnh viện nên là mình chỉ quay ăn nên không quay nấu được. Trang bị thì có mít các bạn. Mời các bạn cùng gia đình mình nha. Mời tất cả các bạn cùng ăn cơm với gia đình mình nha. Mời các bạn ăn cơm cùng với gia đình mình nha. Cái này ăn ngon, ăn với cơm ngon. Ăn với lại giúp cá này, giúp cá cua, tôm tôm cá giúp ăn mát. Ăn món nào cũng ngon các bạn. Thank you.
1, 2, 3 vô. Uống nước vô tầm các bạn. Con trai đi Đà Lạt về mua nước vô tầm về uống các bạn. Hôm qua với bố mẹ. Ba ngày hai đêm cũng nhanh. Và Bình Dâu không? Con Bình Dâu à? Con Bình Dâu à? Dâu cháu mùa nhỏ. Nghe không ngon, nghe không ngon bằng. Rồi làm ngon. Ngọt quá anh em hết, hết cháo lắm. Ngon quá các bạn ơi. Còn... là mùa này mình đi sân bay mình đi 4:30. Không, đi mấy giờ nhỉ? Mình 5 giờ, mình tám cơ, mình 5 giờ, 10 giờ là mà nhanh sớm rồi. Đêm tháng 5 sân bay sớm lắm, 5 giờ là sáng rồi. Dạ này tháng 5 nấu, nấu. Ừ. Bữa hôm mà bố mẹ đi là bữa tháng 3 trời cũng đẹp cũng được hay chứ không bị mưa mà không bị nắng dịu dịu giờ trong mùa hè nhiều món rồi tổng kết cho hết mình kết luận thì có đi đường hầm vô cắt không? Không bắt tuổi mây lang thang không? Đâu đó đi tới đây nghỉ cho không? Cũng đi nhiều chỗ nhưng mà đi theo vòng đi một tiếng hồ trên Vịnh Trúc Lâm không gần đấy này một năm đi mấy lần mỗi lần đi chỗ khác không? Năm rồi đi mấy lần? Mấy lần này? Tại là không hai lần đi. Năm nay nữa? À. Mới tháng trước rồi. Là đi mấy ngày hết hả?
hạt sống mình mua về, sau đó thì mình ướp gia vị thêm một tí, xong rồi mình cuốn rau cải. Làm sao đi mũi nẻ ở Đà Nẵng? Ra Đà Nẵng làm nào? Bà Nà Đà Nẵng đi. Tương tự như ở bên bên đó. Giò sống một cuốn với cải thảo rất là ngọt các bạn. Vốn chỉ cải thảo nó đã ngọt rồi. Rồi cuốn giò vô nó ăn nó ngon, đây là ngon luôn. Ngọt đã. Mời các bạn ăn mít nha, tráng miệng. Sạch nhưng mà không ngọt, ít ngọt lắm. Mít hôm qua mình muốn thái mà mít nào dần dần sạch sạch nhưng không ngọt, ngọt vừa. Cơm cũng ngọt nhá. Không ngọt bằng hôm qua.
cùng qua mình thả một con. Mà mùi nó cũng ngọt hơn nè. Kết thúc bữa cơm trưa ngày hôm nay. 1, 2, 3 vô. Bữa cơm của gia đình mình hôm nay đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi các video hôm nay của gia đình mình. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh, like và share. Nhớ comment để cho gia đình mình biết nha. Cảm ơn các bạn. Các bạn ơi, bữa cơm hôm nay của gia đình mình kết thúc các bạn nha. Và mình rất là cảm ơn tất cả các bạn nha. Đã bớt chút thời gian theo dõi hết clip của mình nha. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn video sau nha. Tạm biệt các bạn nha.